Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời em ngồi. Mời nhà ta giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Em chào nhà gái ạ. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tấn Cường. Em 35 tuổi ạ. Em quê ở Thái Bình. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ở Hải Phòng ạ. Em có bao giờ mà vào thành phố Hồ Chí Minh chưa? Dạ, em cũng vào một lần rồi ạ. Rồi, mời nhà gái. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và toàn thể khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Chào em. Em tên là Yến, em 28 tuổi. Ừ. Em đến từ Hà Nội. Ồ. Và hiện tại thì em đang làm chủ một trung tâm giáo dục cho bé từ 0 đến 6 tuổi. Với các bạn bị chậm nói thì em phát triển ngôn ngữ cho các bạn ạ. Em bay từ Hà Nội vào. Vâng ạ, em bay từ Hà Nội vào Sài Gòn ạ. À, các bạn ở cũng rất gần nhau nhưng không gặp nhau, lại đến một cái nơi rất là xa để gặp nhau. Đó là cái duyên đó. Ha. Rồi bây giờ Cường nói cho nhà gái biết những ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Cường. Khuyết điểm của em thì là hơi tự ti bản thân tí. Ưu điểm của em thì là vui vẻ, hòa đồng. Em thì thích nấu ăn, cũng thích đi du lịch và em cũng tham gia một câu lạc bộ thiện nguyện. Ở công ty em thì em được mệnh danh là Thánh Trộn ấy ạ. Là sao? Có nghĩa là em rất thích nấu ăn ấy, thì ở công ty thì mọi người cũng thỉnh thoảng là ăn được ăn món ăn trộn của em ấy. Ví dụ là su hào trộn này, hay là đu đủ trộn, hay là sung trộn, hay là cà trộn ấy, thì mọi người rất thích ăn. Vậy là hay rồi. Vậy là em là một người đàn ông nấu ăn giỏi đó. Mời nhà gái. Ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ và em là người mê công việc nên là em có thể làm việc từ 6 giờ sáng đến 11 giờ khuya. Và cái khuyết điểm của em thì là cũng ít khi vào bếp núc ấy. Nhưng mà em vào thì em sẽ nấu những cái món đơn giản như các cái món luộc ấy thì để cho nhanh thôi. Món khác khó hơn thì em vẫn nấu được nhưng em ít nấu vì bị mất thời gian. Không lo. Sao. Và... bên đây luộc, bên kia trộn, đủ rồi. Khi mà em bị stress thì em hay cáu nên là em sẽ không có tiếp xúc nhiều với mọi người để em thu vào một chỗ ngồi để suy nghĩ trong 1-2 ngày ấy. Chứ mình không có được xả ra người khác, rất hay là đó. Gây tổn thương cho nhà họ. Nhà gái là một cô gái rất là kiên nhẫn luôn á. À, em gái cho tôi biết chút xíu về đường tình duyên nào. Trước đây cũng đã từng yêu 3 người rồi. Mỗi người mà em chọn thì em thấy cũng bị na ná giống nhau, là cũng khá là chín chắn. Cũng là phần lỗi của mình là em khi đấy em còn trẻ, em chưa cảm thấy là em quan tâm người ta được đủ sâu. Nhưng bây giờ cái độ trưởng thành hơn thì em thấy là khi yêu là mình cần phải dành thời gian cho người ta nhiều hơn, quan tâm người ta nhiều hơn, phải biết cho đi trước khi mình nhận lại. Nhưng ngày trước thì các anh, 3 người yêu ấy cũng đều rất là quan tâm nhưng mà không có được em đền đáp lại tình cảm. Trời, vậy bây giờ ai mà yêu cổ là sướng luôn nha. Đó, nhà trai nghe vậy là an tâm rồi ha. Dạ vâng ạ. Rồi, tình trường nhà trai như thế nào nè? Dạ vâng, em thì cũng trải qua được 3 mối tình, nhưng chính thức thì 2 mối tình đấy thì em cũng yêu, cũng là em quan điểm của em đấy là yêu hết mình. Nhưng mà do nhất công việc của em đấy, trước đây em cũng mở quán ốc hải sản thì em cũng bây giờ cũng rất là bận, nên ra là nhiều khi em cũng không để ý với bạn gái nhiều lắm. Thì khi em phát hiện ra bạn có người khác thì em cũng chia tay. Mối tình thứ 3 thì cũng thật ra là kể ra thì nó cũng là một cái gì đó mà đến nay này em cũng chưa hiểu nổi mà tại sao em lại yêu người ta như vậy. Em quen bạn ấy cũng 3 năm trời mà chỉ nhắn tin, gọi điện trên Zalo thôi ạ. Em bảo là xác định đến với nhau thì cho nhau cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau, gặp nhau ngoài đời. Nhưng bạn ấy cứ khất tần hết mòn, là tuy nhà bạn ấy, nhà mấy anh em cách nhau có hơn 7 cây số thôi. Bạn ấy cứ khất tần hết mòn là nào lý do là dịch bệnh, nào lý do là công việc nọ công việc kia. Thì em bảo là nếu như em mà yêu anh thì em hãy cho nhau cơ hội để gặp nhau, chứ cứ quen biết này nói chuyện qua mạng thì nó cũng không đi đâu cả. Một tháng bạn không làm được điều đó thì em cũng nói là chia tay, chưa nói là mà em cũng nhẹ dạ quá. Quen nhau trên Zalo 3 năm trời, gặp mặt mà em yêu người ta dữ dội vậy đó. Thì tính em là cũng muốn là nay tìm được ai đó mà gần một chút ấy, để mình lấy với nhau thì mình có đi lại gia đình, đi lại nó thuận tiện hơn. Gia đình ai cũng có công việc mà. Có Zalo có thấy mặt cổ không? Có hả? Dạ. Thấy mặt Zalo mà không cho gặp mặt ngoài đời. Dạ vâng. Tính ra anh này okay là bền. Cũng chung thủy đó chứ. Cũng cố gắng. 3 năm mà chỉ có phụ nữ làm khổ đàn ông thôi. Trời ơi trời. Cái gì vậy trời? Chứ còn gì nữa. Chào em gái. Dạ em chào anh Quỳnh Linh ạ. Đàn ông tôi nhẹ dạ mà cứ dụ dỗ đàn ông được không? Anh vừa đũa cả nắm quá, được. Có vẻ đâu cô gái nào cũng như cô gái đấy đâu. Tội nghiệp. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào?
Em thì muốn tìm một người cao trên 1m7, ngoại hình thì mập mập xíu thì em cũng mập cho tương xứng. Không, cũng dày bên đây cũng được. Đừng có dùng chữ mập, em là mấp mép dễ thương. Em có nói gì nữa chị không? Tức ghê, em mập làm sao gương bằng mặt chị? cũng tròn tròn phúc hậu. Được. Quan trọng là chín chắn và là một người đàn ông hướng về gia đình, yêu trẻ con. Nghĩa dạ cả tin. Ừ. Thôi được rồi. Sao giờ còn em sao? Dạ. Em muốn có người yêu sao? Thứ nhất là biết quan tâm em, quan tâm gia đình em và chăm lo gia đình. Rồi, đấy, bên thế là đây ổn rồi. dư dư Đặc sức biệt là luôn. phải gặp mặt đúng không? Dạ vâng. Còn quan trọng nhất là cứ phải thực tế. Thực tế. Đó. Hồi mở rào cho gặp chứ không phải gặp qua màn ảnh nữa. Đúng. Dạ vâng. Ừ. Em gái đi ra em gái. À, dạ em đi cùng bạn em ạ, à từ Hà bạn Nội rồi. vào. Em chào anh Thùy Minh, chào Ngọc Lan và chào khán giả trong trường quay. Chị là bạn của Yến. Dạ. Thì chị thấy như này, Yến thì dành hết thời gian cho công việc rồi. Tại Bắc mình thì thường hay đòi hỏi người nữ là việc nội trợ nhiều quá. Mà Yến thì chắc là không có thời gian dành cho công việc gia đình nhiều. Mà em thì chị thấy em cũng ngoài đi làm, em cũng có thời gian mở thêm nhà hàng nữa. Thì chị nghĩ là bây giờ phải một trong hai người bớt lại, mà cái sự nghiệp của Yến thì nó đang đang trong đà như thế thì em hy sinh một chút. Chị lo lắng hai bạn, một người Hà Nội, một người Hải Phòng, thì cũng phải sắp xếp như nào để mà gặp nhau. Theo chị thì nên bấm nút và cho nhau điều kiện, bởi vì Yến á, thì cái gu của Yến á, thích đàn ông khá là có tuổi, nhưng mà chị thấy bạn này cũng ok nha, nó là phù hợp. Dạ vâng Dạ, ạ. xin hết. Rồi, Cảm cảm ơn ơn chị. người gái. Nhà trai mình đi với ai? Dạ em đi với bạn thân em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào Dạ toàn thể quý khán giả. Em thấy bạn gái bên này cũng rất là dễ thương, nói chuyện là đáng yêu. Em thấy hai bạn rất là hợp nhau ấy. Dạ mong hai bạn hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn hai họ luôn. Bây giờ thôi mở rào đi để hai anh chị gặp mặt nhau. Không có qua Zalo, không có qua ảo áp chảo gì nữa chừng á. Nào, mở mở ra. rào. Đó. Chào em. Chào anh. Đến với chương trình anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà là một cuốn sách tặng anh để anh có thể thấu hiểu thêm tâm lý của phụ nữ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, về vị trí ngồi đi các bạn. Cảm nhận đi em trai. Em thấy cô gái sao nè? Xong em cảm nhận bạn gái cũng xinh xắn, nhìn bề ngoài thì cũng được, cũng có tướng phu thê với mình. Cũng có tướng phu thê với mình. Em cảm nhận thế nào về anh? Em thấy hình dung thì cũng gần giống mẫu hình mà em đang tìm, là một người đàn ông cao hơn em tầm khoảng hơn 1m7, cũng mặt tròn tròn phúc hậu. Anh thì cao 1m73. À. Quan điểm của em như thế nào về hôn nhân? Quan điểm hôn nhân là hai người ấy là giống như trồng cái cây thì hai người cần phải vun đắp chứ không để là từ một phía được ấy. Và quan điểm của em về việc là hôn nhân thì cần phải là quan tâm lẫn nhau, thấu hiểu tâm lý của nhau, phù hợp về quan điểm cũng như cái lối sống. Đôi khi là anh có thể là chưa được đừng làm như ý em muốn, nhưng mà có em rồi thì chúng ta cùng nhau giúp cho con À. cái mình nó sẽ tốt đẹp hơn. Em sẽ đào tạo cho anh. Em sẽ đào tạo cho anh. Quan trọng là phải cùng nhìn về một hướng, chứ còn nếu Ok. mà nuôi dạy con mà cứ chống đánh xuôi kèn thổi ngược là con nó sẽ phát triển không không có toàn diện ý. Đúng rồi. Nó sẽ cứ ai chiều nó sẽ nghe theo, thế nên là phải phải hiểu và cùng 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 làm theo về một hướng, chứ không có người một người này dạy một kiểu, người kia dạy một kiểu. Anh làm công việc hiện tại là anh đang bán đồ, như em thấy em hiểu là bán đồ nhậu đúng không? Bán đồ nhậu thì anh mới tạm dừng nghỉ vì đợt vừa rồi là anh cũng có nhiều việc ấy, mới xin công việc mới nên ra là cũng chưa có người để cùng nhau làm ấy. Trước anh cũng làm ở trên Hà Nội và xong cũng bị cái dịch Covid nhà hàng nó không hoạt động tốt ấy, nên là anh cũng tạm thời mới nghỉ. Có thời gian vợ chồng mà cùng kết hợp được nữa thì anh cũng muốn mở lại, để mình muốn mở, thứ nhất là không có gì ngoài mà cái công việc mình làm nó sẽ được thụ động hơn. Mình thích làm quản lý thời gian của mình, không thời gian của mình ấy, nó sẽ được tốt hơn để mình chăm sóc gia đình. Em rất là yêu nghề nên là em sẽ trụ lại ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn thôi. Còn Hải Phòng thì có nên cân nhắc không? Em có thể phát triển mở thêm cơ sở ở đấy được, nhưng mà
Nếu mà trụ sở chính thì em sẽ không về đấy, bởi vì ở ngoài đây em sẽ phát triển lên nhiều cơ sở hơn ý. Hai bạn tới gần nhau chút xíu nữa đi, để chúng ta có thể có một cảm nhận khác nữa. Mình cảm nhận đi em trai. Nãy giờ nói chuyện với Yến đó, thông qua hai bên trò chuyện với nhau, mình cảm nhận cô gái trước mặt mình như thế nào? Chưa cầm tay em thì chưa biết cảm nhận như nào, nhưng mà khi cầm tay thì anh thấy em là một người rất là ấm áp, khuôn mặt rất là phúc hậu. Em thì em thấy cảm xúc thì vẫn như kiểu ban đầu thôi, là cho em là một người cần phải có thời gian để em mới cảm nhận về đối phương được kỹ hơn. Thì em cũng hát tặng em bài hát Chỉ Yêu Mình Em. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Cảm ơn chương trình ạ. Ngược lại, em cũng xin phép là gửi tới chương trình một ca khúc của nhạc sĩ Tăng Nhật Tệ, là ca khúc Cho Em Gần Anh Thêm Một Chút Nữa. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố, dù lòng phải quên đi, mà sao con tim vẫn yêu mềm. Cảm nhận lại những cái cảm xúc vừa rồi để chúng ta có thể đưa ra cái quyết định cho chính bản thân của mình. Bây giờ chị Ngọc Lan sẽ đếm nha. Các bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Nhà gái không bấm. Em cũng xin lỗi anh là em chưa cảm thấy là kết nối được nhiều về những cái điểm tương đồng ý. Nên em là thật lòng em muốn, mong muốn là em chúc anh hạnh phúc và tìm được một người phụ nữ thực sự là hiểu anh và yêu anh. Cảm ơn em. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chúng tôi trân trọng những quyết định của các bạn. Chúng tôi thoải mái nha, tự tin, chủ động lên để mình tập làm quen ai cái đầu cũng ngại hết trơn á. Đó, bây giờ mình giới thiệu về họ tên của mình trước nè. Họ tên, tuổi, quê quán, công việc hiện tại của mình là gì ha. Dạ rồi, em mời chị. Chị cứ cầm mic lên chị nói. Nó tự thu rồi. Rồi. Chị tên là Nguyễn Thị Kim Tuyến. Năm nay chị 54 tuổi. Quê quán chị ở Bình Dương. Chị bán quán cà phê. Là quán này có gì không? À, quán có bị hiểu tên gì không? Cô chú nhỏ. Cô chú nhỏ hả? Nhà là chị làm chủ luôn á hả? À, quán nghe tên dễ thương quá ha. Quán cô chú nhỏ. Là chị mở quán này lâu chưa? Chị mở cũng 8 năm rồi. Ồ, vậy hả? Là chị làm mình hay có làm chung với ai không? Một mình là có mình thôi. Là nay đi là đóng cửa đó hả? Con gái chị bán. À, nay đi là có con gái chị phụ đúng không? Dạ. Chị bán như vậy thì cái thu nhập có ổn định không chị? Ổn định nha. Và thu nhập ví dụ như là hàng tháng thu nhập trung bình của mình thì sẽ như thế nào chị? Là mỗi tháng thì được 2 triệu. Ồ vậy hả? Chị cũng được quá ha. Là chị bán tại nhà là có thể mặt bằng không? Mặt bằng không? Chị muốn mặt bằng nhưng mà quán cũng gần nhà luôn. Ờ à, rồi. À, chị hồi trước khi mà mở quán cà phê là chị có làm gì khác không hay là hồi giờ? Trước khi mở quán cà phê thì chị làm ở nhà hàng. Rồi, trong đây là em thấy là chị đã một lần ly hôn rồi nè. Chị chia sẻ cho em ha, là chị quen cái người chồng là khi nào, và năm nào chị kết hôn. Đó, chị chia sẻ về cái cuộc ly hôn này cho em. Chị nói thật luôn hả? Đúng rồi. Là chỉ 2 lần. Đó, chị cứ chia sẻ nha. Lần đầu là do là ảnh cũng không có quan tâm gia đình cho lắm. Khi được, chị đã đi viện năm 2000.
11 rồi chị kết hôn năm 99. Kết hôn năm 99 rồi ở với nhau được bao lâu? 95 tới năm 2010. Tới 2010. Là ly hôn. Cũng là ở 11 năm á. Lý do ly hôn là vì là anh này không quan tâm mình như thế nào chị? Anh cũng là làm cho cũng nhiều lý do. Chị cứ chia sẻ, cởi mở hết, chia sẻ hết em cái chuyện của chị như thế nào, chị đã từng gặp những cái chuyện gì rồi đó thì em mới biết để mà em tìm cái người phù hợp cho mình nha. Là mình đã có con chưa chị? Hình như chị chỉ có hai đứa. Không, cái đồng một này đã có hai đứa rồi. Đã có hai đứa. Không quan tâm là sao bé hai đứa dữ vậy? Mà chị cứ quá còn được không? Thì chị tự lý hôn thôi. Mà hai đứa con là trai hay gái chị? Một trai một gái. Lớn hết chưa? Lớn lắm. Nhiều bé nhỏ chị ta học lớp 10. Rồi sau đó bao lâu thì là chị đi tiếp bước nữa? Đến năm 2019 chị đi bước nữa. Cũng kết hôn rồi nhưng mà ở được có 6 tháng là cũng đi hôn. Rồi sao lại vậy? Kết hôn tại do anh ấy muốn chịu, anh nói là có một cơ cực quá anh. Ủa kỳ vậy? Chứ còn tìm hiểu nhau bao lâu rồi? Lâu quá hả? Giờ còn thấy cực quá không chịu. Trời ơi vậy hả? Chỉ vì là làm quán cà phê cực cái không chịu thôi hay là còn muốn để gì hả? Ảnh là ảnh không, ảnh thì ảnh muốn ở dưới thành phố cho nó thoải mái mà chị thì về đây không có việc làm nên chị ở trên đó chị làm ảnh chịu thôi chia tay. Trời ơi sao mà dễ dàng như vậy? Mà cũng mang tiếng một lần đời nữa. Có như là hồi đó là quen mà 6 tháng ở trên Sài Gòn hả chị? Thì ảnh muốn lên trên trên cũng có tổ chức đám cưới đàng hoàng luôn á. Kết hôn đàng hoàng luôn. Rồi ảnh chịu ảnh tự ly hôn luôn. Chị cũng chịu luôn. Mà rồi là 6 tháng đó là ly hôn cách đây cũng mấy năm rồi hả? Cách 2 năm. Rồi trong 2 năm đó thì như thế nào chị có tìm hiểu ai khác không? Không. Rồi chị chia sẻ về bản thân chị một xíu đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nha. Chị chia sẻ dài dài với em xíu nha. Điểm mạnh của chị là chị thích làm. Chị thích cái thích làm, thích lại là nấu ăn, thích chăm sóc gia đình. Chị đi chị. Sao vậy chị? Rồi trong đây em thấy là bị yếu là hay khóc nè, là sao mà khóc nè? Thí dụ mà chị giận lên chị không nói được, chị chỉ là khóc thôi. Là im lặng không thích trả lời. Khóc thôi. Hồi giờ khóc nhiều chưa? Nhiều lắm. Nói chung là nhại khóc. Nhại khóc đó hả? Thường nhắc tới chuyện gì là chị khóc? Chị cũng khóc, buồn khóc thì vừa cũng khóc. Thường là nhắc tới chuyện gì thì chị sẽ khóc quá. Dễ khóc. Tới về chuyện gia đình đó. Có khi nào chị cảm thấy tuổi thân không? Ví dụ mình lớn tuổi cũng không có một cái người nào đó ở bên cạnh để mà chăm sóc này kia. Có, nhưng lúc cũng buồn, cũng nói với con gái thì cháu cũng kêu thôi mẹ đi tìm đi rồi bé đang kiếm cho chị. À, vậy là bé gái của chị là mới học lớp 10 đó hả? Là bé gái đang kiếm cho chị. Với lại chị nhà chị cũng hay coi cái chương trình này. Thế là không bỏ sót tập nào hết. Là bé gái đăng ký cho mẹ để tham gia. Bé gái thấy vậy thôi đăng ký cho mẹ luôn. Vậy đó hả? Mà thường ví dụ chị bán quán cà phê rồi cô chủ nhỏ rồi mấy anh tới thì có anh nào chọn bán rồi bán cái của mình thì là nó quay thì nó dễ. Chỗ khác thì chỗ đông người thì nhát. Rồi bé gái đăng ký cho mẹ gì nếu mà chị đi chắc cũng có sẽ có bé gái để mà tham gia ủng hộ mẹ đúng không? Còn con trai của chị là được 30 tuổi rồi. Chị 23 tuổi. 23 tuổi là đang chị đang ở chung với hai con hay sao? Chị ở chung con nữa anh nó chở thành phố. Rồi còn ngoài cái hay khóc ra thì chị còn có cái điểm yếu gì nữa không? Chị ở chung có điểm yếu gì nữa? Có khó tính không hay là sao? Không hả? Chị là rất là dễ luôn á. Nhưng mà chị cái người đó không biết quan tâm chị xíu. Thôi chị cũng là bỏ gì. Mà quan tâm cụ thể là kiểu như thế nào? Bởi bây giờ quyền như cái anh 6 tháng trước đó quan tâm về ở nhau 6 tháng chồng bỏ đi mất tiêu. Chị
ta không chịu cực khổ được chứ chị. Em thấy ông bán quán cà phê dễ mà đâu có gì đâu cực. Không có thời gian. Chứ ông muốn có thời gian làm gì, muốn thời gian đi chơi. Đi bạn bè rồi. Tại vì 4 giờ sáng bán tới 10 giờ tối nữa, không có thời gian gì. Muốn bây giờ chị mong muốn cái người như thế nào thì sẽ phù hợp với mình. Chị muốn kiếm một người là phải biết quan tâm chị, biết lo lắng, đừng ham chơi quá. Vì cái công việc của chị nó như vậy đó. Yeah. Nói chung là anh đó cũng có công việc của anh đó này, là có nhất thiết của anh đó phải phụ giúp chị không? Anh đó có công việc em đó cũng được, mà về với chị cũng được, về đánh chung cũng được, tại chị có mình thì cũng hơi bị vất vả xíu. Mà người đó phải biết quan tâm. Cụ thể chị cần quan tâm à, nó cụ thể chị cần quan tâm như thế nào? Cái làm xíu phải biết chịu chịu một xíu. Ví dụ muốn chiều cỡ nào? Ví dụ là cỡ lễ lập rồi thì phải có quà. À đó, phải nói rõ, nhiều khi mấy ông người ta không nói, ông không biết thì mình thì cần là vậy đó, coi như là lễ lập là phải nhớ tặng quà đúng không? Gì cũng phải có quà là được rồi, rất nhiều cái dạng bóng này à, thích lãng mạn đúng không? Chứ hai ông trước đó là có ông nào lãng mạn không? Không ông nào lãng mạn luôn, là có ông nào tặng quà cho chị không? Không luôn. Phải vậy chị mới buồn. Trời, thấy nhiều khi người ta được tặng quà để biết tủi thân chứ đúng không? Biết quan tâm lễ Tết, nhớ tặng quà. Coi như là ví dụ như là người ta không có đủ những cái vật chất này kia các thứ, nhưng mà nhớ tới là được đúng không? Rồi. Cái cầm bông cũng được, hay là cũng có bông cũng được, chị thích vậy đó chứ chị. Vậy hả? À, chỉ cần cái bông như túi bông kia là được. Thường là gia đình là mấy bà vợ về giữ tiền hết trơn, mấy ông đâu có tiền đâu mà tặng quà tặng ơ gì. Có riêng hả? Chị là chị chấp nhận cho đàn ông có tiền riêng đúng vậy không? Rồi, của ai mới giữ chứ. Rồi, tiền ai mới giữ ha. Ông có quỷ đen kệ ổng ha. Nha. Đúng rồi. Rồi, tiền ai mới giữ, quỷ đen ok luôn, chấp nhận luôn. Đúng rồi. Về tuổi tác anh này ở đâu nữa nè chị thì sao? Thì tuổi tác thì cỡ chị trở lại thôi chứ đừng có lớn quá. Là bằng tuổi chị đổ lại thôi đúng không? Đúng rồi. Không lớn tuổi quá. Rồi, đang ở Bình Dương hay ở Sài Gòn được chị? Chị đang ở Bình Dương. Ý là người này nè, chị muốn người ta ở đâu? Ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được. Chị... Là người ta theo chị hay chị theo người ta? Cái đó để coi lại. Nếu mà theo chị được thì theo, còn nếu mà cảm thấy bên đó ổn định thì chị theo người ta. Theo người ta được. Tại vì chị cũng nên, nói chung mà đăng ký mà đâu có gì đâu càng buồn. Nếu mà anh làm gì được thì chị sẽ thì bên đó, nếu mà anh cảm thấy bên đó thì được thì chị cũng chị. Rồi, có điểm gì chị không thích ở người đàn ông không? Là không quan tâm với lại đừng có nhậu nhiều không? Nhậu nhiều, rồi còn gì nữa? Ngoại hình thì có yêu cầu gì đặc biệt không? Ngoại hình thì cao cỡ 1m7. Trời, cỡ 1m7 hả? 1m7 hơi hiếm nha. Giờ mới 65 rồi đúng không? 65, 67. Cỡ 1m7, 1m7 hơi hiếm à. Thích cao. Thích cao hả chị? Là 1m59 thì anh này em nghĩ tầm khoảng 65 là được rồi. Ha. Rồi. Cao thấp mặt ốp sao, tóc tai mắt mũi miệng như nào cụ thể cho em nuôi. Tóc tai là gọn gàng thôi chứ không gọn cỡ nào như thế này được không? Gọn luôn. Cỡ vậy cũng được ha. Dạ được, mất mình để dài xíu nữa không ra xong. Rồi, tóc tai gọn gàng thì nói chị. Vậy thôi, còn quả hình sao cũng được, miễn dễ nhìn là được. Mặt ốp thì cũng được đúng không? Rồi còn về còn yêu cầu gì đặc biệt không? Về công việc này kia các thứ của người ta thì chị có yêu cầu gì không? Yêu cầu ví dụ mà anh có đi làm xa thì cứ điện về quan tâm chút, hay là rảnh mà chạy về lúc đó là được. Được luôn, mà cho đi làm xa luôn đúng không? Tại mình cũng lớn tuổi rồi, cũng đâu có chẳng cần một người để quan tâm, khi nào cần thì phải có liền. Chị có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Gan gì cũng được không? Đó là bản luôn đi. Làm bản luôn. Rồi vậy được, về luôn. Thôi bây giờ làm bản thì mới được đậu, cũng làm không đậu đâu. Làm bản trước. Anh chị làm một rợn cá cổ thì chị thích cá cổ. Được. Một cái bản. Mới cà tận hút. Dạ cà. Và con gái của mẹ đi. Mẹ ơi con gái 12 bên nước. Biết bên nào trong biết sông nào đục biết gửi hay mai một ngày.
để làm dấu thiên hạ, là cả cuộc đời trao chọn cho người ta. Để mẹ con đỡ vì bấm rơi tuổi già, ai hầu mà chăm lo từng bát cơm chén nước. Con gái có dặn dò mẹ cái gì không trước khi đi tới đây?